Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC vừa thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị rà soát hành chính, thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với một số sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam cho biết hôm 20 tháng 2. Theo thông báo của DOC đưa ra ngày 2 tháng 2, các sản phẩm từ Việt Nam được xem xét bao gồm tôm nước ấm, đông lạnh, móc treo quần áo bằng thép và tháp gió. Thời gian rà soát thuế chống bán phá giá diễn ra từ ngày 1 tháng 2 2023 đến ngày 31 tháng Giêng 2024. Đây là cơ hội chiến lược để các doanh nghiệp Việt Nam bảo vệ lợi ích và đảm bảo khả năng tiếp cận cạnh tranh vào thị trường Mỹ. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu chính và lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, nhưng hàng xuất sang Mỹ cũng gặp nhiều rủi ro về phòng vệ thương mại. Theo Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương Việt Nam, thì tính đến hết tháng 8 năm ngoái, hàng xuất khẩu Việt Nam đã phải đối mặt với 234 vụ điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường, trong đó thị trường Mỹ chiếm tới 23%.